Kính thưa quý vị, Trung Cộng đình chỉ một vài kế hoạch song phương với Việt Nam, tin từ RFA. Hôm qua, ngày 18 tháng 5 năm 2014, chính quyền Bắc Kinh đã thông báo đình chỉ nhiều chương trình trao đổi với Việt Nam sau các cuộc biểu tình và bạo động chống lại việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu trong vùng biển của Việt Nam. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, các vụ bạo động làm hai người Trung Quốc thiệt mạng và buộc Bắc Kinh phải sơ tán hơn 3.000 người ra khỏi Việt Nam đã làm cho bầu không khí u ám và những điều kiện để tiến hành các trao đổi và hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Cộng không cho biết cụ thể các chương trình nào bị đình chỉ. Và ông Hồng Lỗi nói thêm, phía Trung Cộng sẽ theo dõi diễn tiến tình hình và xem xét những biện pháp tiếp theo đối với Việt Nam. Hồi trong tuần, Trung Cộng lên tiếng cáo buộc chính quyền Việt Nam đã làm ngơ, bao che cho những vụ biểu tình bạo động chống Trung Cộng, khiến cho hàng chục nhà máy bị đốt phá, hôi của. Bắc Kinh yêu cầu Hà Nội phải trừng phạt thủ phạm và bồi thường thiệt hại. Chính quyền Việt Nam đã bắt giữ nhiều kẻ lợi dụng biểu tình để đập phá, hôi của. Mặc dù các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam kêu gọi mọi người biểu tình chống Trung Cộng vào ngày hôm nay, nhưng chính quyền đã huy động một lực lượng công an và an ninh đông đảo để ngăn chặn người dân xuống đường.